Xin chào tất cả các bác nhá. Thì tối nay em lại có một số mặt hàng lên để bán giao lưu với tất cả các bác yêu lan trên mọi miền Tổ quốc này. Đó, thì đơn đầu tiên là 200k là một lô combo nhá bác nhá. Ở đây thì như bác đã thấy là có bạch ngọc hải âu này, quý tím này, đây. Bạch ngọc hải âu rất là lớn đấy bác nhá, 3 cây này. 4 5 6 7 8 9. Đó, 9 cây bạch ngọc hải âu, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đó, 10 cây quý tím 11 này. Đó. Và 12. 12 cây quý tím cả to cả nhỏ này, đây những cây này rất là to này các bác này. 13 này. Đó. Và thêm hai cây quý tím là cây này là một mẹ bồng hai con này các bác. Đó. Cây rất là to nhá. Đây. Cây này một mẹ bồng một con này. Đó, lá xếp rụt rịt, bản lá rất là dày, rất là to luôn này. Đó. Cây rất là nặng các bạn. Đó. Và thêm một cây này nữa. Đó. Hai bụi nhất điểm hồng đây, nhất điểm hồng đang hoa này các bác. Đó, nhất điểm hồng đang hoa nhá. Rồi, và có thêm một ấy đây nữa. Một cái khúc nhặn nguyên bản nữa này các bác. Đó. Là đơn số 1. Rồi em đến đơn số 2 là 280k. Là một đơn châu mít nha các bác nhá. Đây. Cái này thì nó hơi nhỏ. Nó nhỏ nhưng mà đối với ấy thôi, chứ còn cái này nó cũng có mấy mùa ra hoa rồi đây. Cái ngầu hoa cũ của nó đây các bác nhá. Đó. Đây, cây thứ hai đây, cây thứ hai thì tuyệt vời rồi. Đó. Đó. Cây thứ hai rất là tuyệt vời luôn, rất là đẹp luôn này. À, cây thứ ba này, cây thứ ba thì lớn. Là mít nha bác nhá. Đó. Rồi em đến đơn số 3, đơn số 3 là 500k này. 500k là một đơn nhạn lớn. Xếp rụt rịt rất là đẹp đây các bác này. Này, cây thứ nhất này. Chân dài này. Đó. Một cây. Rồi cây thứ hai. Đây các bác. Hàng là mít nhá, xếp rụt rịt nhá. Đó. Tuyệt vời rồi. Cây thứ ba đây. Đơn này rất là đẹp luôn các bác nhá. Cây số 4 này. Đó. Hàng nó mít hết. Bản lá rất là to luôn. Đơn này thì tuyệt vời rồi. Cây số 5. Đó. Và cây cuối cùng, cây thứ 6. Cái này về các bác làm được 3, à, 2 chậu. 2 chậu khủng còn làm 3 chậu vừa này. Đó. Đây, không còn chỗ nào để rụt rịt nữa các bác nhé. Ừ. Rồi em đến đơn số 4. Đơn số 4 là một đơn hàng châu thuần nha các bác nhé. Em có mấy chậu hàng thuần lên để nói chung là bán giao lưu cho những bác mà như kiểu là mới chơi á, chưa đang tập chơi, sợ mua về để trồng nó chết này kia. Đây 1,2 triệu nhá các bác nhá, một chậu châu han châu la mít khủng này đây các bác. Đó, bản lá đây là la mít nhá, chuẩn này. Cái này lá nó xanh, nó đang còn non á, nên nó hơi sụp xuống này, không phải bị gãy hay là ấy gì đâu nha các bác nhá. Đó. Đó, hàng cái này là lá nó còn non đó, nên là cái cuống lá nó hơi yếu. Đó. Đợi mấy bữa nữa các bác mua về, và bác nào mà mua về á là cứ để đó. Thì cái này em chưa có bón phân nha các bác nhá. Đây các bác nhìn này, như thế nào thì em lấy xuống như thế thôi. Đó, nói chung mấy cái khúc gỗ này em bỏ vào là rễ nó bám cứng ngắc hết rồi. Đó, đó. Đây. Nên cái quá trình mà vận chuyển đi thì các bác yên tâm, không sợ bung hay là ấy đâu. Rễ nó ra là cỡ này rồi các bác ạ. Đó, đây. Mai bắt làm thịt mẹ. Đó. Bản lá rất là to luôn, đẹp luôn. Hình như thần kinh thấy mà. 1 2 3 3 cặp rưỡi lá nha bác nhá. Đây. Từ đây này. Từ đây qua này. 1 2 khoảng 60 cm này các bác. Từ bên này qua mép lá bên này này, khoảng 60 cm nhá. Đó, cây này rất là đẹp rồi. Rồi em đến đây, cây bên cạnh nó này, cây thứ hai. Cây này là lá nó ngắn hơn này. Đó, bản lá rất là to.
mà lá lại ngắn hơn. Bằng đầu lá chuối. Đây các bạn này, 1, 2, 3. Nó đang có một lá ngọn đang nhú ra này, đó. Ừ. Rất là đẹp. Đây các bác. Lá rất là dày luôn. Cái này thì chắc nó khoảng tầm khoảng 50 thôi. Từ mép lá bên này qua bên này thì nó khoảng tầm 50 thôi. Đây dễ phát triển rất là ok này các bác nhá. Đó. Dễ đang bám rất là mạnh luôn đấy, bám ở cả lá nó luôn này. Đó. Cái chậu này còn có thêm cả cây nhạn lấy mít bám theo nó các bác này. Đó. Xanh um. Chậu này là 1,2 triệu thì cực kỳ rẻ rồi nhá. Đây là em bán giá bán thì em không nói giá thách cho các bác nhá. Nên các bác không cần phải nói chung là kỳ cào với em là gì hết. Đó, đơn này là em sẽ không bớt. Những cái chậu hàng thuần là em nói là em không có bớt đâu các bác. Đây. Còn một cái nhạn nhỏ ở dưới này nữa này. Đó. Rồi em đến đơn tiếp theo, đơn số 5 750k. Vẫn là một đơn hàng châu thuần này. Đó, chậu này thì có 3 cây. Đây các bác này, một cây lá mít này. Nói chung em thuần là thuần đa số là lá mít thôi. Lá dài em ít thuần lắm. Đó, hàng lá dài về là em bán hết. Lâu lâu thuần được chậu lá mít. Em bán cũng gần hết rồi. Đây. Đó, lá rất là đẹp luôn nhá. Cây này là năm nay sẽ cho hoa rồi các bác nhá. Đó, em chưa bón phân luôn này. Cái này các bác về mà bón phân vào nữa nó phát lên mới ghê này. Đấy, đây. Một. Khoảng 40 các bác ấy. Đó, bề ngang của nó khoảng 40 này. Đây, cái lá này cũng đang còn non này, nên nó siêu vẹo này. Đó, còn một thời gian nữa lá bắt đầu nó đủ độ già đây nó sẽ lại quay trở lại cái trạng thái như thế này các bác nhá. Đó, hàng lá mít. Đây, cây thứ hai đây các bác này. Đó, cũng là hàng lá mít nhá. Đó. Lá rất là cứng luôn này. Cái này là em không bón phân nên đấy ạ. Nhiều lá nó hơi còi còi. Đó, đây. 1, 2, 3, 3 cặp lá luôn. Đó, cây này ngang cây đầu tiên đấy. Và đây là một cây nữa. Cây này cây nhỏ hơn. Đó, nhỏ hơn xíu. Đây các bác này. Đó. Rất là đẹp luôn nhá. Hai cặp lá này. 750k cho đơn này nha các bác nhá. Đó. Hàng là mít hết. Rồi, đơn số 6 450k là một đơn nhạn. Nói chung là đây là một đơn nhạn giống thôi, nhưng mà nó rất là đẹp luôn. Đặc biệt nó là toàn hàng lá mít. Em đã lựa cho rồi. Ra một đơn này. Đây, một cây này. Đó. Cây này thì nó có hoa được không biết bao nhiêu năm rồi đấy, nhưng mà nó hơi nhỏ. Đó, em mới bỏ vào thôi. Đây. Khúc thứ hai là một cây này, cả cây nhỏ này, 1 2 3 4 5. 5 cây luôn các bác nhá, cả cây nhỏ cây to này, đấy. Những cây li ti ở dưới này nữa này. Những cây này về các bác mà treo lên bắt đầu bón phân vào cho nó cái dòng loại cái như bây giờ này. Cỡ như thế này là nó bây giờ, hiện tại nó đang phát triển mạnh các bác. Đó, nghe rất nhiều lớn luôn. Đây. Khúc thứ ba đây các bác này. Đó, hàng là mít hết nhá. Khúc thứ tư này. Đó, mấy cái cây như thế này là không thuộc hàng giống đâu các bác. Hàng lớn hết rồi nhá. Bởi vì mấy năm nó đã có hoa rồi. Đây khúc thứ năm. Đây, khúc thứ 6 đây các bác này. Đó, còn được thêm mấy cái loại. Cái lan này, lan gì em chả ấy đó, chưa tìm hiểu nữa. Đó. Cái này rất là lớn rồi này. Hàng lá mít này. Khúc thứ 7. Đây, khúc thứ 8. Khúc thứ 9 này. Số 10 này. 10 là 2 cây này các bác này. Ba số là cây lớn luôn. Số 11 này. Đấy. Và số 12 nha các bác nhá. Đó. Rồi đơn số 7 là một đơn châu nha các bác, 250k này. Châu này nó không ấy đâu. Nó là loại hàng lá mít nhưng mà nó không có to mấy. Hàng có thể cho Tết hoa này thôi, một à cho hoa Tết này thôi. Đây các bác này, lá mít nhá. Đó, những cây này thì các bác bây giờ về chăm sóc là Tết này có thể cho hoa được rồi này. Hai. Thì những cái cây như thế này thì các bác biết cái, các bác biết là cái gốc nó xuống bao nhiêu lá như thế này, nó cội cái này rồi thì các bác biết là nó ra được bao nhiêu năm hoa rồi đấy. Đó. 3. Đây. Ngồng hoa cũ năm trước.
4. Dầu hoa cũ năm trước luôn này. Má, mày 5. Mà chửi hoài mày. Đó. Cái cây này là lá này nó hơi bị lỗi nha các bác nhá. Đó. Này. Rồi. Em lấy lên số 8 là 400k. Đây, 400k ở đây các bác này. Là ba em chân dài nhá. Một này. Cái cây này thì cái lá của nó hơi ở trong rừng sâu nan này, mấy cái lá gốc này. Nó hơi lỗi nên chỉ có giá là 400k thôi ba cây này. Đó, nhưng mà lá ngọn nó vẫn ok nha các bác nhá. Lá ngọn vẫn rất là đẹp luôn này. Cái này là cây hàng lá xếp thôi. Đây, cây số 2 là hàng lá mít này, xếp rụt rịt luôn này. Tuyệt vời đẹp, không một tí nào gọi là lỗi nha các bác nhá. Đó. Cây này cây rất là to này. Đây, và cây thứ 3, hàng lá mít xếp rụt rịt luôn. Đó, đây các bác này. 1 2 3 4 5 5 cặp rưỡi lá nhá. Đây. Bà đây em không có tuổi nói chuyện với nó. Đó, trần rất là dài. Rồi, em chuyển sang đơn tiếp theo là đơn số 8. 750k. Là cho hai con trâu tuyệt vời nhá, hai con trâu lớn này. Trâu Bondon này. Đó, đây các bác này. Cái này là ở trong rừng là không biết bị sao nó ấy đây này. Nhưng mà nó mới gọi là tét một ít đây thôi nhá. Cái lá này vẫn để chơi vô tư. Không có xấu. Đó, đây. Cái này là cây lá mít này. Đó, cây lá mít. Cây rất là to. Cây này đang ra hoa nữa, ra nụ rồi các bác nhá. Đây. Này. Cái này đang ra nụ nhá các bác. Đây. Hàng rừng mà bây giờ đã ra nụ rồi các bác này. Đó, đây nhá. Cái nụ của nó đây nhá. Cái này là nụ chứ không phải là rễ hay là con của nó đâu nhá các bác. Đó, em lấy lan nhiều nên em biết. Nụ của nó này. Đó. Một cây rất là khủng luôn nhá. Cây này cực kỳ to rồi này. Đó, nó phải đến 50 á. Nhưng mà mỗi tội là nó bị lỗi cái lá này này. Đó, nhưng mà lá gốc không sao hết, vẫn là một cái lá này thôi. Đó, và một cái cây trâu này nữa. Cái này thì cũng chỉ là ấy thôi. Gọi là mít xếp thôi chứ chưa gọi là mít đâu các bác nhá. Nhưng mà lá rất là xanh lè, xanh lét luôn này, dài, to, rất là đẹp. Đó, nó bị lỗi là ở dưới này 1 2. Hàng trâu này, con trâu này con trâu non này, nó nhỏ nhưng mà chưa có hoa năm nào đâu các bác nhá. À có một năm rồi đây. Ở dưới đây, ở dưới cái lá gốc nó đây. Là mới ra được một năm thôi. Đó. Con trâu này thì nó to hơn con trâu trước nữa. Đó. Đơn này chỉ có rẻ thôi các bạn, 750k thôi. Rồi, em đến đơn số 9. 320k. 350 với 320k thì ở đây là combo hai loại nha các bác nhá. Quý tím và nhạn đây. Một cây này. Đó, cây này rất là to nhưng mà em thấy là nó xấu ở cái chỗ mà lá nó có mấy lá ở dưới gốc này. Nó bị con sâu nó đục thành hình tròn luôn các bác này. Đó, đây. À, lá này thì không bị. Lá này trở lên thì không bị nhá. Bị có mấy lá dưới gốc này thôi. Đây. Đó. Còn trên ngọn là cực kỳ đẹp nhá. 1 2 3 4 5 6 6 cặp lá này. Đó. Một con quý tím nguyên bản này. Quý tím lớn nguyên bản này. Đó. Một con nhạn bóc này. Nhạn lớn bóc này. Hai con. Ba con. Và bốn con. Đó, con này con mít xếp rụt rịt luôn này, mít lá trọt luôn các bạn ạ. Đó, lá rất là tròn nhá. Rồi, em đến đơn số 10 là 200k. Thì là được han châu nguyên bản này thôi các bạn. Đây, han châu. Con này thì cũng lớn rồi nhá, có hoa rồi các bác nhá. Có mấy năm trước là có hoa rồi. Bây giờ năm nay là em chưa thấy có dấu tích gì hết. Đó. Từ bên mép lá bên này qua bên này là khoảng 40 này. Đó. Rồi. Và khúc thứ hai đây. Đó, trâu mít xếp này. Con này rất là to. Và dưới này còn một con trâu giống nhỏ nữa này. Đó. Rồi em đến đơn số 11 là 350k. Và một đơn trâu với nhạn giống này. Đấy anh nhá. Một này, trâu mít này. Con này con mít này. Hai, con này con trâu lớn luôn này. Nó vừa mấy con trâu em bán đơn trước luôn này. Nhưng mà thôi kệ, cứ bỏ vào đây bán luôn. Ba. 4 5 6 7 8 hết chưa ta? 9
rồi 9 con, 9 châu giống. Và đây 1 2, nhãn cũng giống nhưng mà rất là to luôn đấy nhá, 3 4, đó 5 6 7 8 9, có con to nhỏ này, 10 11, nhưng mà nói chung đơn này rất là to, 12 13 14 15 và 16. Đó, đơn này thì cái ấy của nó là rất là cân đối nhá, mấy tương đối là ok đấy. Rồi đơn số 12 250k là một đơn nhận giống này các bác này, 1 này, hàng xếp rụt rịt luôn này, 2 3, bên cạnh nó tóc tiên tóc tùng gì nữa, 4 5 6 7, đó có nhiều cây to lắm nha các bác nhá, như cây này là mấy năm trước là cũng có hoa rồi, 8 9 10, đó cây này hàng lá mít này, mà có hai cây mà quần nhau luôn, một cây nhỏ này. Rồi em đến đơn nữa là đơn số 13 là một đơn nhạn thuần nhá các bác nhá, 1,6 đây các bác nhá. Đó cây này, đây nước vôi em tưới lên chống thối nhũ nè, bản lá mít nha các bác nhá, bản lá mít này như bác thấy đây. Thì nói chung năm vừa rồi nó ra được ít hoa thôi, có 4 ngồng thôi. Đó đây các bác này, 1 này, đó 2 này, 3 này và 4 này. Đó thì đây em cho các bác xem lại những lá của nó nhá, không có lá bị lỗi đâu các bác nhá. Em tính lá đây, cái này xếp nó không có rụt rịt nhưng mà bản lá rất là to, đó xếp lại rất là đều đấy, như các bác thấy nè. Đó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, đúng 11 cặp lá nha các bác nhá, chưa có cái lá nào vàng có hiện tượng muốn xuống lá nhá, 11 cặp lá đó. Đấy cái đoạn này thì nó mọc cong này các bác này, đó nó mọc cong lên này, đó đây bản lá rất là to luôn nhá, kể cả lá non này, đó to hơn những cây khác. Mà cây này em chưa có dám bỏ phân bởi vì là rễ nó cũng mới đang bám đây thôi các bạn. Đây đó, được khuyến mãi thêm một cục nu này các bạn này, đó cục này là cục nu nhá, cái này mà về các bác bỏ vô chậu nữa là thôi tuyệt vời luôn, đó rễ bám rất chắc nhá. Đó rồi cây này mà bác nào không lấy thì em lại để lại ở vườn, dù sao em muốn chơi đó. Nhưng mà ở vườn có 2-3 cây rồi nên em muốn giao lưu với tất cả các bác một đơn đó. Đây đó, tổng quan 1,6 cây này. Rồi em đến đơn số 14 là 250k và một đơn nhạn vừa nhá bác nhá, 1 này 2 nhạn vừa nhá, năm nay là phải có hoa hết đấy, 3 4 5 và 6 nha các bác. Đó rồi em đến một đơn nữa là đơn số 15 200k là một đơn trứng bướm này, những cây trứng bướm rất là to đấy. Đó cái này là 1 2 3 4 5 6 7 cặp lá này, 1 2 3 4 5 6, cây rất là to nhá, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 cây nhá, có mấy cây nhỏ thôi, nói chung 7-8 cây nhỏ thôi, còn đâu toàn cây to này. Đó rồi hôm nay chỉ có một số mặt hàng thế thôi, thì các bác xem, bác nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ giùm em nhá. Còn các bác mà xem mà thích lấy đơn nào á thì cứ gọi trực điện hoặc là nhắn tin trực tiếp về số điện thoại của em nhá, chứ các bác mà bình luận ở trên kênh của em này em không thể trả lời đâu các bác nhá. Đó em xin chào tất cả các bác.